Chào mừng toàn thể các quý cô chú anh chị các bạn đã đến với shop Hoa Lan Hoàng Nhung tại Hải Dương. Hôm nay phiên ngày 4 tháng 11 năm 2022, bên cơ sở nhà em cập biến thêm rất là nhiều dòng hàng chơi Tết. Các bác đặt hàng liên hệ với em theo hai số điện thoại 0393 998895 hoặc 0966121377. Nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Nhân Lộc, Hải Dương. Và tất cả những đơn giá em báo là chưa có phí ship ạ. Các bác nhận hàng, thanh toán tiền hàng, tiền phí ship cho bên vận chuyển. Và bên cơ sở nhà em thì có ship hàng toàn quốc ạ. Và ngoài cung cấp hoa lan thì bên cơ sở nhà em có cung cấp thêm cả những sản phẩm chế phẩm phân bón dành cho hoa lan. Đây, những sản phẩm hoa lan thì rất là nhiều loại, cũng phải gần 100 loại mặt hàng. Và các bác yên tâm là nhà em thì hàng thực tế tại cửa hàng và nhà em ship hàng toàn quốc ạ. Tất cả những mặt hàng các bác đặt hàng thì đều rất là đa dạng và đúng chủng loại nhé. Và những sản phẩm phân bón dành cho hoa lan thì nhà em vẫn cung cấp đầy đủ cả. Thì trong quá trình đặt hàng hoa lan thì nhiều khách hàng thường đặt kèm thêm những sản phẩm phân thuốc. Thì lúc các bác đặt hàng thì các bác gọi điện và bên em sẽ báo giá từng loại cho mọi người nhé. Gì gần như là cái gì cũng có ạ. Và ngoài ra thì em sẽ giới thiệu thêm về cái bộ sản phẩm máy tưới lan của nhà em. Dạ, đây là một bộ sản phẩm máy tưới lan của nhà em và nhà em thì luôn luôn cung cấp và luôn luôn sẵn hàng cho mọi người nhé. Em bán máy tưới lan cũng phải được 3 năm rồi và các bác yên tâm là bởi vì sao nhà em vẫn duy trì. Bởi khi chúng ta trồng lan ấy, thì cái việc mà mình tìm một cái sản phẩm mà để tưới lan nó đơn giản tiện ích thì nó rất là quan trọng. Bởi vì tưới lan thì hàng ngày, một ngày chúng ta phải tưới lan đến 2 lần đúng không? Nếu mà chúng ta mà tưới lan một cách rất là khó khăn thì mình cảm thấy rất là nản. Thì cái bộ sản phẩm này nó được thiết kế rất là gọn nhẹ. Thứ nhất đó chính là gồm cái bộ dây này dài 10m, tha hồ các bác có thể kéo dài cái khu vườn của mình. Thứ hai là bộ sản phẩm này gồm với nguồn điện. Nguồn này là cục đổi nguồn để đổi nguồn điện 220V của mình. Cho cái sản phẩm này nó an toàn hơn rất là nhiều. Đây là cục đổi nguồn. Còn đây là cục motor. Đây là cục bơm, đây là cục bơm nhé. Cục này sẽ được bảo hành trong vòng 3 tháng này. Cục nguồn này được bảo hành trong vòng 1 tháng này. Cái sản phẩm này có một cái đầu lọc rác, tức là đầu này đầu dây hút nước. Đầu lọc rác này giúp cho là không hút được những cái cặn bẩn vào, đặc biệt là các bác khi các bác tưới phân thuốc thì nó sẽ giúp cho cái máy của mình nó sạch hơn và không bị những cái cặn bẩn nó dính vào trong cái máy này. Sử dụng cần là cần inox có khóa đồng, đây khóa đồng ạ, rất là chắc chắn vặn ra vặn vào. Và cần inox này đặc biệt hơn đó chính là kéo dài được độ dài 3m và thu gọn được chiều dài là 70cm. Tức là nếu mà cái cây của nó cao, các bác có thể kéo dài xa ra. Và khi các bác tưới phân tưới thuốc ấy, các bác kéo dài thì nó sẽ không ảnh hưởng đến việc mà khi các bác đứng gần. Đấy, các bác cứ kéo dài tưới phân thuốc thoải mái, không ảnh hưởng đến cơ thể của mình, nó an toàn hơn rất là nhiều. Tưới phân thuốc thì các bác sử dụng cái bát trắng nhá. Bát trắng này nhà em tặng kèm thêm bộ sản phẩm. Còn chủ yếu là tưới cây là sẽ sử dụng cái bát hồng, là bát hồng 8 lỗ này. Đấy, cái bát hồng 8 lỗ này tưới cây rất là đều và không bị táp lá một chút nào luôn. Bộ sản phẩm này nhà em có khách dùng 2-3 năm, rất là bền. Còn một số những sản phẩm mà nó có vấn đề trục trặc ấy thì đồ điện tử ấy không tránh được. Còn trong quá trình vấn đề mà trong quá trình bảo hành hoặc kể cả sau bảo hành mà các bác có gặp trục trặc thì bên em vẫn sẽ hỗ trợ cho các bác rất hết sức nhiệt tình nha mọi người nhé. Bộ này thì em xin báo giá là 480.000 một bộ. Về các bác chỉ việc cắm cái này vào nguồn điện 220 và sử dụng thôi. Rất là an toàn và rất là tiện ích. 480.000 một bộ và chưa bao gồm tiền phí ship nhé các bác nhé. Đấy, hôm nay thì nhà em sẽ giới thiệu chi tiết hơn để một số bác mà chưa biết đến cái bộ sản phẩm nhà em thì có thể là update thêm thông tin, tìm cho mình một cái bộ sản phẩm tưới lan tiện ích nhất. Và sau đây thì em xin điểm qua vào cái mặt hàng chính của ngày hôm nay luôn. Gần Tết rồi nên là tất cả những dòng hàng hoa Tết em sẽ liên tục cập nhật cho các bác, đặc biệt là đai châu mọi người ạ. Đai châu thì em hôm nay về cái lô đai châu Thái, hàng cây khủng to. Nói chung là cái lô này nói chung là rất là nhiều nụ quá nhá. Đấy, hàng này những cái năm trước, năm đầu ấy thì những cây to nó phải tiền 1,5 triệu, 2 triệu, hơn 2 triệu luôn. Đây mọi người thấy chưa, nụ chi chít luôn. Hàng nụ rất là đẹp như thế này. Hôm nay thì em sẽ bán cho mọi người một cái cây châu to mà nhiều nụ như này. Các bác về chơi Tết thì cực kỳ là rực rỡ. Đai châu nở hoa Tết. Và một chậu đai châu mít xếp như thế này em xin bán đồng giá cho mọi người là 390.000 một chậu nhá. Rất là nhiều nụ ạ. Cái này nó cứ nở ra nhiều nụ này một lúc thì các bác nhìn tuyệt vời luôn. Đó, 390.000 đồng một chậu. Đai châu rất là nhiều cặp lá. Cũng phải 8 cặp lá đấy ạ. Tầm 7 đến 8 cặp lá. Nói chung là nhiều cây thì nó có tính cả lá gốc nữa. Đây là đai châu Thái hàng khủng cây to nhá, là 390 ạ. Chỉ có 390 thôi. Cái này thị trường người ta vẫn bán hơn 500. Người ta bán like hơn 500, em bán 390 một chậu. Tiếp theo đai châu hồng gấm. Hồng gấm các bác lưu ý nhá, thị trường nó nhiều loại hồng gấm lắm.
Hồng gấm cây nhỏ, hồng gấm cây to. Size nhà em là loại cây size to và hàng cây chọn luôn các bác nhé. Nên là cây các bác nhìn này, độ to của cây nó to như cỡ nào. Hồng gấm này là dòng Đai Châu Lai. Và có điều đặc biệt đó chính là dòng này hoa rất là thơm. Lai với dòng dáng hương nên hoa thơm và nó sẽ nở hoa quanh năm chứ nó không chỉ nở ở đầu xuân như cái dòng Đai Châu Thái bình thường. Hồng gấm cây to như vậy là 290.000 đồng một chậu nhé. Hàng size to nhé, không phải hàng size nhỏ đâu ạ. Đấy, mới về mà cây rụt gì đẹp chưa? Một số cây thì có nụ, một số cây thì sắp tới sẽ sưng nụ nhé. Đây, ví dụ cây này thì đang có nụ này, có 290.000. Cây của nó rụt rịt, bao nhiêu cặp lá luôn. Và một cái mặt hàng nữa, bởi vì sao em lại bổ sung thêm, đó chính là cây Lan Thịnh Vượng Phát Tài. Lan Thịnh Vượng Phát Tài hôm vừa rồi là hết hàng, hôm nay về bổ sung thêm một lô mới toanh nhé. Và Thịnh Vượng Phát Tài nhà em nó có được đặc điểm, đó chính là cây nhà em đều là cây chọn, nó nhiều bụi nhiều thân. Bình thường nó chỉ có bụi nó một giả hành thôi, nhưng cái bụi này nó phải ba giả hành nhé, ít nhất ba giả hành trở lên mọi người ạ. Nó gọi là một bụi ba giả hành ba cây. Cái Thịnh Vượng Phát Tài đó là cây phong thủy, cây thu hút tài lộc. Dòng này hoa của nó màu vàng và dòng hoa đứng rất là siêng hoa, rất là sai hoa, nở quanh năm. Và cây của nó thì đẹp thân, đẹp lá. Loại này em bán là 170.000. Có 170.000 một bụi ba cây. Còn đây là Đai Châu Lai với mặt trời Bangkok các bác nhé. Đấy, cây khủng chưa? Nhưng mà loại này Đai Châu Lai giá rẻ hơn. Hình số 1 Đai Châu Lai mặt trời Bangkok đang cũng rất là nhiều nụ. Loại này cũng nở quanh năm. Em bán 220.000 chậu lá mít 2, 4, 6, 8, 9. Đang cặp lá số 10 cặp lá đấy ạ. Đây là 220. Hình số 3 Đai Châu Lai mặt trời Bangkok. Hình là 2 cây nhá. 2 cây đôi luôn. 320.000. Các bác phải tách ra tính ra chỉ có 160 một cây thôi. 320 và hình số 3 là cái hình to nhất, là một cây mít rụt nhiều cặp lá. Cây này là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 cặp lá và đang đẻ một cây con nhỏ. Cây này 350.000 hình số 3. À quên, đây là hình số, đây hình mã hình số 5. Em xin lỗi nha, đây là hình số 5 nhá. 350.000. Đây là Đai Châu Lai mặt trời Bangkok hoa màu đỏ đậm. Nếu các bác yêu thích màu đỏ nữa thì em xin giới thiệu sang một cái dòng Acco hoa đỏ nhá. Acco hoa đỏ cây to. Hoa cánh bầu rất là đẹp. Loại này thì em bán cây đơn này là 120.000. Cây to này là 120. Còn cây đôi, đây ạ, một cây đôi như thế này là em bán là 160.000 nhá. Còn vài cây đây, Acco hoa đỏ, hoa của nó quanh năm. Lô đợt này cây rất là to. Em nhớ đâu đó cách đây vài tháng em lấy một lô cây đơn nó đã 150 rồi. Bây giờ lô này cây đơn có 120.000. Lô này giá rẻ ạ. Thiên Nga thì em sẽ có là 5 màu Thiên Nga các bác nhé. Và mỗi cốc Thiên Nga này em bán đồng giá chỉ có 50.000 một cốc thôi. Và em có thêm Thiên Nga nâu này 50.000. Thiên Nga này là Thiên Nga màu xanh cũng 50.000. Thiên Nga đen 50.000. Thiên Nga đen thì nó chỉ có duy nhất một củ giả hành và củ nhỏ xíu này. Dòng Thiên Nga đen là dòng đắt nhất. Và dòng Thiên Nga này Thiên Nga đỏ 50.000 một củ nhá. Cái loại này mua 5 củ em sẽ bao ship duy nhất Thiên Nga thôi ạ. Còn đây là Vũ Nữ Hoàng Hậu hoa xanh, một cốc Hoàng Hậu hoa xanh cây giống này. Em bán là 35.000 đồng một cốc, mua 10 cốc sẽ được bao ship. Đây là Hoàng Hậu hoa xanh hàng giống. Hoa vòi rất là dài, rất là đẹp. Tiếp theo là đen đô nắng ạ. Đen đô nắng thì nhà em sẽ chia thành từng loại, mỗi loại nó sẽ có một màu khác nhau và mặt hoa khác nhau. Hàng này nhà em chuẩn giống các bác nhé. Nhà em không nhập hàng sổ số ạ. Các bác lưu ý là nhà em không nhập dendro hàng sổ số, mà nhà em chỉ nhập những cái hàng mà chuẩn hoa. Nên các bác sưu tầm các bác biết được tên cây cũng như là mặt hoa. Và dendro nhà em thì miễn ship khi các bác mua từ 10 chậu. Miễn ship khi mua từ 10 chậu. Hôm nay bác nào mua 15 chậu dendro em sẽ tặng cho các bác một chậu và vẫn được bao ship các bác nhé. Hôm nay, duy nhất ngày hôm nay em sẽ tặng các bác một chậu khi các bác mua từ 15 chậu trở lên. Đấy, đây là ưu ái. Còn 10 chậu thì bên em có chương trình là miễn ship. Còn các bác mua từ 1-2 chậu bên em vẫn ship ạ. Dendro thời điểm này các bác về kích hoa chơi Tết là rất là hợp lý. Và độ bền của dendro nắng nó chơi được từ 2 đến 3 tháng. Chơi từ 2 đến 3 tháng, rất là bền hoa. Hàng này bây giờ các bác về chơi Tết là hợp lý nhất rồi. Đầu tiên em có vàng tia. Vàng tia thì bụi nó to, đẹp. Và xin lưu ý hơn là tất cả dòng này em sẽ ghi tên cho các bác vào thành chậu là một. Thứ hai là các bác về lưu ý là có loại thì bản chất cây nó cao, có loại thì cây nó thấp thấp. Nó là do tùy từng dòng. Các bác đặt dòng nào các bác nhìn kỹ tính chất bản chất của cây nhé. Đây là cây vàng tia 70.000 một chậu thôi, Denzo. Hoa rất là đẹp, hoa màu vàng với màu đỏ ở giữa tia ria rất là đẹp. Thỏ xưa này, thỏ xưa bán rất là chạy hàng, còn duy nhất 2 chậu thôi. Cây thỏ xưa đứng ngọn rồi chuẩn bị cho hoa 70.000.
Tiếp theo đó chính là hồng sọc nhé. Cây hồng sọc bụi rất là nhiều thân. Hồng sọc bụi nhiều thân, giá là 70.000. Hoa hồng sọc. Còn đây là dáng xưa này, dáng xưa. Đẹp chưa? Dáng xưa cây rất là lùn, mập, hoa trắng tím. Cánh bầu 70.000. Cam sọc này, cái cam sọc hoa màu cam lửa và cam sọc này, cái dòng này là dòng giống mới. Chiều cao hơn một gang tay một chút, 70.000. Nắng 114, đây là dòng hoa màu tím với cánh viền màu trắng rất là đẹp. Nắng 114, cây cao, 70.000 một chậu. Vàng công chúa là dòng vận nắng mới và đây là dòng hoa cực kỳ là thơm. Vàng công chúa này hoa thơm nhé. Còn duy nhất 3 cây này, về 20 cây còn 3 cây này. Cây đứng ngọn hết rồi, về là chơi hoa thoải mái. Cây rất là đẹp. Đó, mọi người nhìn thấy tình trạng cây này, đang lên mầm này. 70.000 đồng một chậu vàng công chúa. Nhện đỏ, hoa màu đỏ nhé. Đây, nhện đỏ, hoa đỏ này. 70.000 đồng một chậu, nhện đỏ. Kinh hổ mang em còn duy nhất một chậu đang có nụ hoa này, rất là đẹp. 70.000. Đây là kinh hổ mang. Đồng tiền tím ạ. Đồng tiền tím, 70.000 một chậu. Hoa rất là sai luôn. Riêng đồng tiền tím, em nhìn những chậu tác phẩm của nó. Các bác trồng ít nhất là phải mất 2 năm thì nó được cây khủng. Nhưng mà những cái này các bác nhân giống từ những cây 70.000, nào nó nở hoa rất là đẹp. Robot hoa thơm, 70.000 một chậu. Tiếp theo là trắng 5N, dòng hoa trắng nhé. Dòng hoa trắng 5N rất là đẹp. Trắng tinh luôn, 70.000. Pen soda xưa thì em có loại chậu phi 12, đây là phi 12, là 80.000. Chậu không quá to đâu nhưng mà dòng giống pen soda nó đắt. Pen soda 80.000, còn cái loại phi to hơn thì tí em sẽ quay riêng từng chậu. Banana hoa thơm, 70.000. Đây ạ, dòng cây cao này, cây tím 294. Tím 294 hoa cực kỳ là đẹp. Phải nói là hoa cực kỳ là hẹp luôn. Này, cây này thắt ngọn rất là nhiều, mắt nụ sưng luôn. Tím 294 để 70.000 một chậu. Urawan cũng 70.000. Cánh bay, hoa trắng tím, cánh bay. Urawan của lô đợt này về đẹp, mướt mượt mượt luôn. Thông chai gôn hoa vàng lưỡi đỏ này. Hoa thơm nữa, dòng này hoa thơm 70.000. Đỏ mang cụt nhá. Đỏ mang cụt em cũng bán 70.000 đồng một chậu. Dòng này cây lùn thôi, cây không quá to, lùn và lá mít. Tiếp theo là Burana, 70.000 một chậu. Rồng xanh rất là đẹp đây, còn chậu rất là lùn này, 70.000. Người đẹp châu Phi còn một chậu, cây này bán 50.000 thôi. Cây này rất là gốc, cây rất là khỏe nhưng rất là gốc, 50.000. Cây bò vàng này cũng bán 50.000 này. Cây bò tím này đang nụ hoa này, cây này 70.000 này, đang nụ tiếp ở phía bên đây. Vua mèo, cây vua mèo này nó chỉ có hai thân như này thôi và hoa của nó đẹp, 70.000. Hoa hồng blue cũng 70.000 đồng một chậu. Và đây là ba vàng ba đỏ, 70.000. Đây là dòng hoa đột biến nhá, 70.000. Cây của nó thấp lắm nhưng dòng này hoa của nó cực kỳ là đẹp, ba cánh vàng xen lẫn ba cánh đỏ. Đó, và hôm nay thì mua 10 chậu dendro sẽ được bao ship và mua 15 chậu sẽ được tặng thêm một chậu. Ngoài việc bao ship được tặng thêm nữa. Hoàng nhạn 4N, em còn duy nhất 1 kg hoàng nhạn 4N này, giá cũ toàn 160-170 một cây. Hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác nhé, em sẽ thanh lý theo từng cây này. Cây đầu tiên này, cây này đè nó bị hỏng cái đầu lá ngọn này. Cây này 170 giờ bán 50.000 này, cây số 1 nhé, cây này sẽ bán thanh lý các bác 50.000, cây số 1 này. Cây số 2, cây này đợt vừa rồi bán 160 này, giờ chặn bán 130 này, cây số 2 130.000, cây này to. Cây số 3 này 150 giờ cũng bán 130 này. Cây số 4 này, lá chỉ thiên rất là đẹp, lá xếp chỉ thiên, 150.000. Cây số 5 cũng lá xếp chỉ thiên rất là đẹp, đó, cũng 150.000. Và cây số 6 cũng lá xếp chỉ thiên, cũng 150.000. Đây, 3 cây lá xếp chỉ thiên 150 này, 2 cây này 130 này, 1 cây này 50.000 thanh lý. Đây là hoàng nhạn 4N hoa thơm nhé. Đai châu ngọc trai đen, hoa của nó đây ạ. Bác nhỉ, hoa tím đẹp lắm. Tím ánh luôn nha các bác nhé. Cái này nó chưa nở. Đó, hoa nó như này. Cái cây này em bán là 150 thôi. 150, giá cũ 180 rồi bán 150. Ở vườn em cũng còn tầm 3-4 cây nữa, cũng đang xả vườn, dọn vườn đấy ạ. Cây đẹp lắm. Hoa của nó nở quanh năm. Ví dụ nở xong đợt này, nó chuẩn bị từ giờ đến Tết nó sẽ lên một đợt hoa nữa. Cái này chắc từ giờ đến Tết sẽ lên đợt hoa nữa.
Em quay mắt đen rồi, vẫn còn cái vàng chanh này, cũng 70.000 một chậu. Vàng chanh cây cao to, vòi dài, xương hoa. Năm cành trắng Phú Thọ. Năm cành trắng Phú Thọ. Em bán này. Hồi trước bán 50.000 một ki, bây giờ còn một chậu 3 ki này em bán 100.000 một chậu 3 ki nhá. 100.000 một chậu 3 ki. Còn cái loại chậu 2 ki này em bán 70.000. Năm cành trắng Phú Thọ này. Quá là đẹp luôn. Hàng chuẩn hoa, bảo hành hoa. Hồng mỹ nhân. Hai mấy triệu một sen này. À hồng mỹ nhân, à đây là hồng yên thủy, xin lỗi các bác. Hồng yên thủy nhá. Có một chậu hồng mỹ nhân, còn đâu là đây là những cái chậu hồng yên thủy. Hồng yên thủy và hồng mỹ nhân em bán 80.000 một chậu. Cái này em sẽ nhổ nha các bác nhá, hoặc các bác thích gửi chậu cũng được. Hibiki thanh lý 70.000 đồng một cốc. Giá cũ 130 này, giờ bán 70.000. 2 4 6. Bác nào lấy hết cả 6 chậu này em sẽ tính là 50.000 một chậu, còn các bác nào lấy lẻ là em bán 70.000. Để em dọn luôn cái chỗ đống hibiki này luôn. Em nhập còn không được cái giá này luôn đấy ạ. Năm cái trắng HO này. 50.000 một chậu. Còn 2 chậu. HO 50.000. Kiều Vuông Lộc Bắc. Hàng Di Linh Lâm Đồng này, Kiều Vuông Lộc Bắc 250.000 một chậu. Rất là nhiều thân. Giờ kiều người ta đang săn lùng kiều, rất là nhiều nhà vườn người ta không còn hàng để xuất hàng luôn ạ. Cái lô này em lấy nhiều. Đợt vừa rồi em nghỉ sinh em chưa có thời gian bán nên giờ em sẽ giảm giá các bác nhé. Những cái chậu mà nó tận 280, 290, hơn 300 giờ bán 250. Đấy. Tiếp theo là những cái chậu hoàng phi hạc thuần. Những chậu hoàng phi hạc thuần rất là nhiều thân tơ, rất là đẹp. Hoàng phi hạc thuần này thì em bán đồng giá là 200.000 một chậu nhé. Đây lấy thử cho các bác một chậu cho các bác sang xem. Một chậu hoàng phi hạc rất là nhiều thân to như này. Thuần sẵn rồi, về chỉ việc treo và chơi thôi, đứng ngọn, chơi hoa năm nay. Em bán có 50.000, à quên 200.000, xin lỗi các bác, 200.000 một chậu. Đendro xuân nhá, hàng này ở vườn em rất là nhiều. Đendro xuân chậu nhiều thân to như này. Rất là nhiều thân tơ, em bán 190.000 một chậu. Đendro xuân. Ôi giời. 190.000. Tiếp theo là những chậu hoàng lạp hàng thuật là em bán 130.000 nhá. Hoàng lạp này còn gần chục chậu, 180 là em sale của 130.000 thuần sẵn chậu. Hạc vĩ thiên cung lữ bố 140.000 đồng một chậu. Ở một bảng. Hoa tím đậm 140.000. Hạc vĩ Đà Lạt. Bảng hạc vĩ Đà Lạt em bán 100.000. Năm cái dáng Phú Thọ hàng loại to 150.000 một chậu. Loại size to. Lại cây dài nhé. Năm cái tráng HO hàng đột biến. Thân của nó phải dài 4-5 gang tay đấy ạ. Em bán là 180.000. Đai châu rừng. Đai châu rừng hàng này hàng bóc trụ nhá. Lô này lô cây to, nhiều cây đang sưng nụ này, các bác nhìn này, cái nụ của nó này. Đấy, hàng này em bán 300.000 nhưng hôm nay em còn tầm đâu đó tầm khoảng hơn 2 cân. À còn gần 5 cân thì phải. Chỗ này cũng phải 5 cân. Loại này em bán 250 một cân nhá. Cây nó vẫn đẹp, thi thoảng nó xứt sát một tí lá thôi, nó không ảnh hưởng gì nhá. 250.000 một cân đai châu rừng. Hoa trắng tím rất là thơm, nở Tết. Đai châu em có đai châu màu đỏ này, 150.000 một chậu đai châu đỏ. Đây đai châu Thái, hoa đỏ đang chuẩn bị có nụ hoa. Cái này đang chuẩn bị sưng nụ đấy ạ. Đây, đều có nụ hết này. Còn đây là đai châu cam đỏ nhá. Cam đỏ cũng đang nụ. Cam đỏ thì em bán 130 thôi, 250 được một cặp. Đai châu cam lửa 200.000 giờ em bán 170 một đôi, cái này là đôi, một chậu đôi. Còn cái hàng gì ta? Đây cát em có cát cam chùm này. 130.000. Cát hồng cánh cát bảy sắc cầu vồng nhá, em còn 4 chậu. À 4 5 chậu. Bảy sắc cầu vồng. Cây này em bán 200 đấy nhá, nhưng mà giờ nói thật là cái lô này là em để em nó bị cháy nắng. Đây cháy lá này. Cái lá nó bị cháy này. Đấy. Nhưng mà giả hành thì vẫn rất là bình thường, không sao và đang lên mầm. Nên em thanh lý các bác là 130.000, 200 giờ thanh lý 130 đây, cát bảy sắc cầu vồng. Loại bảy sắc cầu vồng nó không có nhiều thân. Nhưng cái là hoa của nó thì cực kỳ là đẹp. Cát trắng lưỡi tím bụi to nhiều thân này, 150.000. Cát trắng tím này là về nhiều. Còn tung đây. Còn đây là cái cát mới về là cái cát gì ta? Ba cánh hồng, ba cánh vàng.
Đây cắt chùm ba hồng ba vàng này, mặt hoa chuẩn như này. Cái này gần tàn rồi, lưỡi vàng luôn. Đây ạ, một bụi như thế này, nhấc lên cho các bác xem nhé. Đó, một bụi như thế này. Đó. Cắt ba hồng ba vàng nhé. Cắt này em nhập nó hơi cao một chút. Đây nhiều cây đang có mèo nụ chuẩn bị nụ hoa này. Cắt ba hồng ba vàng này em bán là 150 một chậu. Cắt ba hồng ba vàng, mua 3 chậu miễn ship. 150.000. Đen rô vàng mắt đen ạ. Dòng vàng mắt đen này hoa của nó màu vàng và mắt màu nhung đen rất là đẹp. Loại này thì em bán dao động từ 170.000 đến hơn 200.000 một chậu. Cây của nó rất là mập mạp và thắt gọn hết rồi. À, em có loại size to, chậu nhiều thân là chậu nhựa này. Chậu nhựa này có tầm 3 chậu. Chậu 6-7 thân em bán là 350 một chậu. Đen đô vàng mắt đen. Tại vì treo ở cao không tiện cho mọi người xuống xem. Tại em có quay hình, bình thường có quay hình rồi. Bà liễu nhà em có rất là nhiều nhá. Bà liễu xưa. Em nhập cái lô này chủ yếu từ giờ đến Tết này, em bán Tết này. Rất là nhiều cây bà liễu đang hoa mọi người này. Có những cây nó cao quá không còn không ship hàng được cho khách. Bởi vì cái loại này ship đi sợ là cước hơi cao ấy. Các bác đến cửa hàng có thể mua hoặc em gửi xe cho các bác tiện nhất. Đẹp lắm ạ. Bà liễu xưa, hàng chậu cao to. Đang có nụ hoa rất là đẹp. Năm cánh trắng họng hồng 220.000 một chậu, siêu nhiều thân. 220 đang xuống lá chuẩn bị sưng nụ nhá. Chuỗi ngọc 170.000 đồng một chậu. Hoàng thảo chuỗi ngọc 170.000 một chậu. À, đây có một chậu này là đai châu lai với cửu vỏ tiên. Cây này em bán thanh lý 100.000. 200.000 giờ thanh lý 100.000. Cây này nó hơi mất nước một tí. Cái này chắc phải ngâm nước của nó với thân nó với phục hồi rồi. À, dáng hương samurai đây. Dáng hương samurai 160.000 một chậu. Đang lên nụ hoa nhá. Đang chuẩn bị hoa 160. À, tiếp theo thì em còn gì đâu đó 5 chậu, đó chính là kiều. Kiều này là kiều đột biến hoa trắng. Đợt vừa rồi là được giải thưởng triển lãm hoa lan ở Hà Nội đây. 250. Còn vài chậu bán 250 chứ giá cũ là 290 một chậu. Thân đẹp, đang lên rễ. Còn ít em xả nốt đấy. Chứ còn cây nó không có bị ảnh hưởng, không bị thối, không bị hỏng gì đâu. Cái lô brass này nó còn một ít, cái hàng này nó còn ít thân. Nó bị lỗi còn ít thân, cái này gửi đi cắt cho các bác bỏ hết chậu nhá. Để các bác về làm giống nhá. Bác là lấy hết thì chỗ này em bán 50.000. Cắt vàng cánh lửa này 90.000 một chậu. Vàng cánh lửa. Cắt tím Huế còn 2 chậu em bán 70.000. Đang lên mầm. Gát tông sân rây em bán 100.000 một chậu thôi ạ. 100.000 một chậu. Rất là nhiều thân đẹp. 100.000. Hoàng tử áo đỏ 160.000 một chậu hoàng tử áo đỏ. Tiếp theo đó chính là Burana, hàng chậu to này, em bán 200.000 một chậu. Loại này là 260 nhưng mà nó vừa rồi nó về cái lô hoa, em vừa chơi hoa xong em bán cho các bác làm giống là 200.000. Bụi to nhiều thân Burana. Ngoài ra thì vườn bên đây em có một số loại cát như là cát màu vàng này là 130.000 một chậu, 3 chậu miễn ship. Đây là cát màu vàng. Tiếp theo là cắt kim cương xanh cũng 130.000. Hoa màu xanh cốm ạ. Dòng này hoa thơm nhá. Và một loại nữa là cắt hồng cánh sen. Đây là cắt hồng cánh sen này, cũng 130, cắt hồng này em bán 130. Kiều vàng thanh lý các bác một chậu kiều vàng 200.000 một chậu hàng thuần. Đang lên rất là nhiều mầm gốc, cái hàng rừng thuần lên nhá. Tiếp theo những bảng châu như bệt. Xả hàng 120.000 một bảng, nhiều thân. Bác nào lấy một đôi em bán 200.000 một đôi. Chuẩn hoa bẹt châu Như, bẹt châu Như ạ. Kim điệp xuân 130.000 một chậu. Ngoài ra thì em có cả kim điệp mắt đỏ này, thanh lý các bác cũng 130 đi. Kim điệp mắt đỏ nó đắt lắm, hơn 200 rồi bán 130 các bác nốt. Em đang dọn đến khu vườn bên đây. Đen rỗ mắt đen 170.000 một chậu. Nhiều thân 170.000.
Kiều Lộc Bắc 150.000. 150.000 một chậu, rất là nhiều thân tơ. 150. Kiếm đỏ nhá, một bụi kiếm đỏ siêu to đùng này em bán 130 thôi ạ. Giá cũ một chậu kiếm đỏ này 180 rồi, bán 130. Còn đi kiếm giống này, nó có nhiều mã này, em bán 20.000 một cốc. Bắt đầu lấy 10 cốc em tính 15.000 một cốc. Kiếm giống này, gọi là giống thôi nhưng mà cây nó cũng không phải nhỏ đâu ạ. Cái này nó có nhiều mã, xả hàng. Giá cũ 40.000 tờ bán 20, bán nửa giá. Mua 10 cốc tính 25, à tính 15. Giá hàng Hawaii màu tím. Em đang thanh lý nhá. Rất là nhiều thân, một chậu nhiều thân đang lên nhiều mầm gốc, em bán thanh lý 130 một chậu thôi ạ. 130.000 một chậu. Đây, đai châu đây, rất là nhiều đai châu. Bây giờ là em chuẩn bị em lấy đai châu về để các bác hoa Tết đấy ạ. Nên là em lấy cực kỳ là nhiều đai châu. Có đai châu cam lửa, đai châu cam vàng nhá, đều đồng giá là 130. Và mua một cặp thì là 250 một cặp. Đây ạ, những cái, đây là đai châu cam vàng này. 130 một chậu. Đây đen đô xuân này rất là nhiều luôn. Và pensoda xưa, hàng hoa chơi Tết đấy ạ. Pensoda xưa này thì là hàng chậu to, chưa hình. Em phân hình cho các bác thành từng mã, các bác đọc đúng mã nhé. P18 này, một chậu pensoda rất là nhiều thân, loại này hoa thơm. 220.000, cây 80 nó bé như cái cọng này này. Đấy, những loại cây to này là đắt hơn. Nhưng mà chính là các bác mà có điều kiện, các bác mua cây to thì nó sẽ hơn là những các bác mua cây nhỏ. 220.000. P18, 220. Tiếp theo, chậu này không đánh mã, chậu này rất là đẹp này, 280.000 này. Chậu P14 cũng 280 này, pensoda nhá, hàng bảo hành hoa cho các bác 280, rất là nhiều mầm. P16 220.000, đứng ngọn hết rồi, cái này về chơi hoa Tết là thoải mái này. P4 270.000. P2 cũng 270.000. P7 280.000. Đây, những cái mắt nụ pensoda đang chuẩn bị sưng này. Đấy. 280 này. P13 này 270.000 này. Bụi rất là nhiều thân. P19 230.000 này. Pensoda xưa. P5 250 này. Cái này 250 bởi vì nó rụng bớt lá gốc. Nhưng mà các bác nhìn biết không, cái thân này chính ra thân này mà các bác bôi duy đỏ vào những cái mắt này, chuẩn bị nó sưng nụ, đơm nụ rất là nhiều. Nhiều mắt nụ trực chờ đang chuẩn bị sưng nụ ấy. 250 chậu này. Có một chậu đăng hoa này. Chậu đăng hoa này em bán 220 này. Đấy, pensoda chậu đăng hoa này. Và cái chậu này chậu P10 pensoda xưa 260. Nói chung là dendro thì tất nhiên là nó sẽ nở hoa trên đầu ngọn rồi, và nó sẽ nở hoa những cái nách này nữa. Yên tâm các bác là như thế. Bài lữ xưa hàng size to nhé. Những cái chậu bài lữ xưa size to này đang bán là 500 đến 550 một chậu. Ví dụ những cái chậu to đùng này 500. Chiều dài thân cao nó phải 6-70 cm. Còn những chậu thân thấp hơn thì tầm 3-40 cm, 2-3-40 cm. Đây là dendro này thì nó cũng ra hoa một số lần, nhưng mà nhiều mắt nụ chưa hoa thì các bác phải chơi nữa tiếp. Đó, toàn những chậu cao to đùng luôn. Hàng này cứ treo ra nắng mà nó lên hoa rất là đẹp. Còn các bác có thể chuyển sang cái loại chậu phi 18. Loại phi 18 này thì là 220.000 một chậu. Đây là bà liễu xưa phi 18 nhé, 220 cây cao lắm. 220, rất là đẹp luôn. Này, cái cỡ chậu 80 nó chỉ bé bằng cái thân nhỏ nhỏ ấy thôi. Chậu 80 đấy, còn cái chậu 220 thơm quá cơ. Đây, hoa thơm nước mũi. Thơm lắm mọi người ạ, hoa đẹp trắng lưỡi tím, cánh rất là bay, bay bổng. Tiếp theo là trầm rồng đỏ ạ. Trầm rồng đỏ em có những mã như sau: R7 5 thân trầm rồng đỏ 190.000. 5 thân xếp rủ tịt rất là đẹp. Trầm rồng đỏ R12 5 thân 210.000 đồng. R11 4 thân 200.000. 4 thân cao dài, nó đang xuống lá để cho hoa nhé. Trầm rồng đỏ hoa Tết đấy ạ. R9 6 thân trồng đỏ 201. R10
R2 6 thân 210.000 đồng. R3 4 thân trần vòng đỏ 180.000. Đây là đang xuống lá nhé. Tất cả ngọn đợt này, lô này là thất ngọn hết rồi. R1 6 thân 180. 6 thân này hơi ngắn một tí nên là được nhiều thân. R6 5 thân 190.000. Cái này có một thân nó vận chuyển nó bị gãy, còn 4 thân rất là cao dài. R4 trồng rừng đỏ, 4 thân 210.000 đồng. 4 thân 210. Và ngoài ra thì nhà em có những cái chậu trầm cổ siêu nhiều thân như thế này nha các bác nhá. Ôi trời ơi. Giá chỉ từ 170.000 đến hơn 200.000 thôi. Rất là đẹp, trầm cổ siêu nhiều thân. 6 7 8 thân trong một chậu, có chậu 13 thân. Các bác muốn chụp hình thì em sẽ chụp hình các bác. Một số chậu thì em cũng đang giảm giá chỉ có 140, 130 bởi vì nó bị chuột nó cắn đầu ngọn đấy ạ. Trầm cổ. Hoa siêu thơm, thơm hơn cả trầm rừng đỏ các bạn. Và trên đây là những cái mặt hàng hôm nay bên nhà em có, và nhà em thì liên tục cập bến các bác những dòng hàng hoa lan khác nhau. Và Dendro thì cũng sẽ hứa hẹn sẽ về thêm một lô hàng mới trong tầm cuối tuần này. Thì rất là mong được sự ủng hộ, những sự quan tâm của tất cả các bác. Và bên cơ sở nhà em thì luôn luôn cảm ơn tất cả các khách hàng đã luôn luôn theo dõi, ủng hộ bên cơ sở nhà em. Và ngoài ra thì có những cái đóng góp ý kiến nào thì các bác có vấn đề thì các bác cứ gọi điện trực tiếp, bên em sẽ tiếp nhận và cũng như là khắc phục và sửa đổi để làm sao hoàn thiện nhất. Chúc các bác sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn thành công trong công việc. Xin chào, hẹn gặp lại.